mình là Bích, Bích đây, và ngày hôm nay Bích lại làm cái video này để chia sẻ cho bạn, tiếp nối về cái video mà Bích đã làm. Thì trong cái story này Bích sẽ hướng dẫn bạn cái cách nghe làm sao mà bạn có thể đạt hiệu quả hơn. Ngay cái video 1 thì Bích đã hướng dẫn bạn một trong những cái vũ khí lợi hại nhất giúp bạn có thể nhanh chóng đạt đến điểm thi TOEIC cao hơn, đúng không ạ? Nhanh chóng đạt được, hoàn thành được cái mục tiêu mà mình đề ra. Rồi trong video này thì Bích sẽ hướng dẫn bạn làm sao là bạn có thể nghe hiệu quả hơn. Trong video trước thì Bích hướng dẫn là bạn ngoài việc là nghe TOEIC ra thì bạn nên xem phim này, bạn nên nghe ca nhạc, đúng không? Thì bạn hoàn toàn có thể nghe các chương trình game show của mình thích nữa nhá. Đấy, ví dụ như là các chương trình game show, nhưng chắc chắn là phải game show ở nước ngoài, nhớ chưa? Nó cùng nhắc lại với Bích nào, chúng ta phải học những chương trình của nước ngoài đấy, nước ngoài đấy, đặc biệt không được xem các chương trình của Việt Nam, và hãy chọn ra một chương trình mà mình yêu thích. Thì trong cái rất nhiều bạn hỏi mình rằng là thế chị ơi, làm thế nào để chúng ta có thể xem được phim hiệu quả? Ok, thì đầu tiên bạn nhớ này, trong cái link ở bên dưới nhớ chưa, ở bên dưới Bích sẽ để cho bạn cái link cái chuỗi bộ phim Friends mà Bích đã từng học và từng xem phim. Nó cái đây là một trong những bộ phim, thực sự đây là một trong những bộ phim kinh điển của Mỹ. Nó đã giúp rất nhiều người có thể học tiếng Anh tốt hơn. Bởi vì mình rất là hiểu tâm lý, không phải là bạn nào cũng thích học tiếng Anh. Bởi vì rất nhiều bạn mất gốc, bạn rất là sợ tiếng Anh, đúng không? Bạn có sợ tiếng Anh không? Nếu mà bạn đang sợ tiếng Anh thì đúng là bạn, đây chính là video mà cần cho bạn, đây chính là video mà rất là phù hợp cho bạn. Và khi mà bạn nghe tiếng Anh nhá, thì bạn nhớ là trong một bộ phim, đây là một bộ phim cực kỳ hay, và tất cả những cái ngữ điệu của họ, cái cách họ nói ra vô cùng là truyền cảm và rất là dễ hiểu những cái câu giao tiếp hàng ngày. Nếu khi bạn xem xong bộ phim này, bạn hoàn toàn có thể áp dụng trong cuộc sống của mình. Bạn nhớ là cái bộ phim này nó sẽ giúp bạn hoàn toàn có thể áp dụng trong cuộc sống của bạn. Nếu chưa, bạn ghi đứng từ Friends đi, nhớ nhá, từ Friends, bộ phim Friends, Bích sẽ có link ở bên dưới rồi. Thì khi mà bạn nghe thì bạn nhớ là đầu tiên là bạn xem này, bạn chỉ cần hiểu về cái biểu cảm mà người nước ngoài người ta nói chuyện như thế nào này. Đấy, người ta dùng body language, có nghĩa là người ta dùng cử chỉ chân tay để biểu hiện cái cảm xúc người ta như thế nào này, cái intonation là cái ngữ điệu khi người ta lên xuống như thế nào này. Bạn chỉ cần tìm hiểu những cái đấy thôi đó, bạn cứ nghe xong sau đó bạn cảm nhận. Bởi vì sao, nếu mà bạn bật sắp Việt thì bạn xem phim ấy thì có nghĩa là mắt bạn đang rất là tập trung vào những cái dòng tiếng Việt bên dưới rồi, thế nên là tai bạn không còn cái khả năng để hoạt động căng nữa. Thế nhưng mà khi mà bạn không bật sắp lên thì có nghĩa là bạn đã buộc phải nghe, thì 100% bạn chỉ dồn vào mắt để nhìn cái người diễn viên đó thôi, và bạn sẽ nghe bằng cái tốc độ rất là cao, thì rõ ràng là hiệu quả đạt rất là lớn. Thế nhưng mà bạn lại đặt ra câu hỏi là em có hiểu gì đâu mà chị bảo em xem phim, đúng không? Không sao cả. Đây, bây giờ mình sẽ bày cho bạn cái cách là khi mà bạn xem ấy thì bạn sẽ xem một lần này, bạn xem khoảng 2-3 lần không sắc nhá. Sau đó bạn đoán, cũng nghe được 1-2 từ đoán mà. Đó, sau đó thì bạn sẽ xem sắc tiếng Anh. Bạn viết ra những câu nói đó, thậm chí bạn hoàn toàn có thể viết lại một kịch bản. Bạn không cần xem nhiều, cái chìa khóa nằm ở đây là sự lặp lại. Bạn cùng nói với Bích nào, cùng nói đi nào. Lặp lại. Đấy, quan trọng là lặp lại. Chúng ta cần phải học sâu, chúng ta cần phải học. Đúng rồi. Dành cho những bạn mất gốc chứ cái gì nhá, bạn xem sắp tiếng Anh rồi, sau đó bạn nghe lại là người nước ngoài người ta nói những câu đi như thế nào, người ta nói câu như thế nào, sau đó thì bạn viết xuống, xong bạn lại nhại cho người ta, cứ thế bạn cứ nhại cho người ta, không cần nhiều nhá, chỉ cần bạn phải học sâu, bạn phải học sâu đúng không? Ok rồi, hai tay bạn rất là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời luôn, nhớ nhá, bạn phải là học sâu, học cực kỳ sâu luôn. Thì khi mà bạn xem một bộ phim như thế đấy, có những bộ phim mình xem đến hàng trăm lần. Không sao cả, bạn chia nhỏ ra nhá, chia nhỏ từng đoạn ra, bởi vì bạn mà xem cả một bộ phim như thế bạn viết ra nó rất là dài, thế nên bạn nên biết cách chia nhỏ ra. Ở video trước bạn Bích đã dạy bạn là phải chia nhỏ mục tiêu ra, đúng không? Thì hôm nay bạn cũng chia nhỏ video ra, bạn cứ nghe từng đoạn, nhưng nhớ một điều rằng viết xuống sau đó bạn nhại lại thế người ta nói như nào, nói y hệt như thế. Đó chính là cái cách mà làm sao Bích có thể học được tiếng Anh mà không cần phải đi học ở bất kỳ trung tâm nào cả. Đấy, thế nên bạn sẽ nhại lại theo người ta và nói y hệt như vậy. Nhưng quan trọng đấy là những câu giao tiếp vô cùng đơn giản, thế nên nó sẽ giúp bạn có thể giao tiếp được trong cuộc sống, và nó rất là dễ thôi, nó cực kỳ dễ nhớ. Và bạn cứ nhại lại như thế, bạn sẽ dùng một ngón tay là người A, một ngón tay là người B, hai người nói chuyện với nhau được không? Đấy, hoàn toàn có thể được, đúng không? Sau đó thì bạn nhớ là bạn phải quay lại xem là mình nói như thế nào, và so với người ta
thì mình sẽ nói ra sao, mình sẽ nói ra sao. Và khi mà bạn quay lại đấy thì bạn sẽ chứng kiến được từng ngày bạn phát triển như thế nào, thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng động lực. Bạn sẽ cảm thấy rằng à, ngày hôm nay mình tiến bộ một chút rồi, ngày mai mình tiến bộ một chút rồi. Đấy là một điều vô cùng tuyệt vời, đúng không? Đấy, thế nên nhớ là hãy ghi lại nhá, và nhớ cho mình, để làm được phương pháp này nó cũng không phải là việc là chúng ta một phát ăn ngay, nó cần có sự kiên trì. Và đây thực sự là phương pháp cực kỳ phải kiên trì, bạn phải kiên nhẫn làm nó. Nhớ nhá, viết cùng nói với Bích nào, cùng nói với Bích nào, tôi nhất định phải kiên nhẫn, tôi hoàn toàn có thể làm được, tôi làm được. Đấy, bạn cần phải kiên nhẫn, phải tin vào chính bản thân mình, cứ từng bước từng tí một tí một tí như thế. Nhớ nhá, Bích vừa hướng dẫn bạn cách nghe trong lúc trước rồi đấy, trong video tiếp theo Bích sẽ tiếp tục chia sẻ cho bạn về cái cách là làm sao bạn có thể nghe xong sau đó thì bạn hiểu được. Ok chưa? Rồi, sẽ hẹn bạn ở video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.